với cái niềm đam mê của em thì chắc chắn sau này em sẽ thành công thôi. Đổi đi. Nó vũ vụ vậy. Anh thích những ý tưởng vậy. Nói chung là cái tiết mục này sáng tạo. Đón xem tập tiếp theo của Tuyệt Chiêu Siêu Diễn phát sóng vào lúc 21:30 thứ tư ngày 5 tháng 10 năm 2016 trên kênh HTV7.